nhiều. Đền Ngàn Dao, đền Xã Tắc là nơi mà dành cho vua chúa đứng lên đây vào những cái dịp lễ quan trọng, ví dụ như là Tết năm mới, Tết Nguyên Đán hay là lễ hội mừng mùa mới, cầu mưa, thì những vị vua sẽ lên đây để đứng, bởi vì đây là nơi mà theo phong thủy tin rằng là đất và trời sẽ gặp nhau, nơi mà linh khí của trời đất sẽ tụ lại chỗ này. Nên là đây cũng giống như là một cái đường không gian giữa người phàm đứng trên mặt đất trong tam bài sẽ đưa điều đó lên tới trời cao để cầu ý nguyện cho một cái vùng đất này. Và đàn Nam Gia, đàn Xã Tắc này được xây dựng cũng giống như tựa ở trên cái ý nghĩa của đàn Nam Gia tại Huế, là nơi mà một vị vua để cầu xin cho vùng đất này, cầu cho người dân của mình, cầu cho quốc thái dân an. Và kính thưa anh chị, thì sau năm 1708 thì ông Mạc Vũ giao phần đất này cho chú Nguyễn, thì ông cũng cho xây luôn cái đàn Nam Giao này, đàn Xã Tắc này, dựa trên cái ý nghĩa của đàn Nam Giao. Và lý do tại sao? Tại vì thứ nhất, triều đình nhà Nguyễn đối với Hà Tiên quá xa, cách khá xa nhau, đúng không ạ? Từ Hà Tiên mình về tới Sài Gòn đã 380 số rồi, về tới khu vực của Đập Giá thì cũng đã 80 cây, đúng không ạ? Nên là chú Nguyễn thì đất xa, nhưng mà chú Nguyễn đã phong cho Mạc Vũ là ổng vương đất Hà Tiên, người sẽ trông coi vùng đất này giùm chú Nguyễn. Chú Nguyễn sẽ không thể nào là đi từ Huế vào đây để cầu trời, cầu mưa, cầu gió, cầu thuận hòa, cầu mưa thuận gió hòa cho người dân ở Hà Tiên được.